Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin chào quý bạn chị em buổi sáng. Amen. Hallelujah. Amen. Một buổi sáng tốt lành. Amen. Và chúng ta cùng nhau để mà thờ phượng Chúa cùng nhau nghe lời của Ngài. Cảm ơn cha vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái đề tài để chúng ta nghe trong buổi sáng hôm nay, đó là Sacheri đoạn 10 nhé. Sacheri đoạn 10 nói về cầu nguyện cho cơn mưa cuối mùa. Cầu nguyện cho cơn mưa cuối mùa. Chúa Thánh Linh yêu quý của chúng con, Ngài là tác giả của Kinh Thánh và Ngài đã soi sáng hà hơi cho các tôi tới của Chúa viết nên lời của Ngài. Đây là mạng lệnh của Ngài. Xin chỉ dạy cho chúng con, để con có hiểu được lời của Chúa trong sáng hôm nay. Chúng con biết ơn Ngài vô cùng. Chúng con dâng thì giờ này trong tay toàn năng của Chúa và cầu nguyện. Đọc danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hãy cầu xin Chúa ban mưa xuống vào mùa mưa xuân. Chúa là đấng tạo ra sấm sét, Ngài ban mưa rào cho loài người và ban cho mỗi người thực vật ngoài đồng. Vì các thần tượng chỉ nói điều dối ghẹt, thầy bói thì tỏ những khải tượng gian trá, chúng nó rêu rao những chiêm bao viển vông, những lời ăn ủi trống rỗng. Vì thế dân tan đi, dân ta đi lang thang khổ sở như đàn chiên không có người chăn dắt. Cơn thịnh nộ của ta hừng lên, chống lại bọn chăn chiên, ta sẽ trừng phạt các dê đực. Chúa vạn quân chăm sóc bầy chiên, Ngài là dân Giuđa, Ngài là đã khiến họ trở nên cửa chiến oai phong. Từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà, từ họ cái cột lều, từ họ cây cung trận, từ họ sẽ dấy lên một thủ lĩnh. Amen. Tất cả giống như là dũng sĩ và đạp quân thù ngoài trận mạc như là buồn ngoài đường. Chúng sẽ giao chiến vì Chúa ở với chúng. Chúng sẽ đánh tan kỵ binh của thù nghịch. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Từ câu số 1 cho đến câu số 12, tôi không có đọc hết ở đây. Cảm ơn Chúa, chúng ta biết được rằng là Chúa thường hay có những cái mạng lệnh của Chúa để dân sự của Chúa noi theo. Amen. 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 Chúa nói là hãy, tức là đó là một mạng lệnh. Amen. 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 À, Chúa dạy cho chúng ta rất là nhiều điều, nhưng mà những cái mạng lệnh chúng ta cần phải tuân thủ, mạng lệnh chúng ta cần phải amen và làm theo, và tất cả mọi lời của Đức Chúa Trời chúng ta cần có sự vâng phục. Amen. Amen. Nếu chúng ta sẵn lòng vâng lời thì sao? Sẽ hưởng những gì tốt nhất cái đất. Amen. Amen. Anh chị em có muốn hưởng những gì tốt nhất cái đất không? Amen. À, như vậy thì sẵn lòng vâng lời. Amen. Amen. À, cảm ơn Chúa. Ngài nói rằng là hãy cầu xin Chúa ban mưa xuống trong vào mùa mưa xuân. Chúa là đấng tạo ra sấm sét, Ngài ban mưa rào cho loài người và Ngài ban cho mỗi người thực vật ngoài đồng. À, trong bản dịch cũ thì chúng ta cũng biết rằng là hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa. Amen. Ngài sẽ làm sấm sét và ban mưa xuống dồi dào để ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. Đây là một mạng lệnh mà Chúa bảo với dân sự của Ngài phải cầu nguyện. Amen. 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 Lâu nay chúng ta cũng cầu nguyện cơn mưa cuối mùa. Chúng ta cũng cầu nguyện để cơn mưa không phải là cơn mưa bình thường để tưới đất mà thôi, nhưng mà cơn mưa của Thánh Linh Ngài sẽ tuôn đổ xuống trên dân sự của Chúa. Amen. Amen. À, dân sự của Chúa cần phải cầu nguyện. À, và Chúa là đấng đáp lời cầu nguyện cho dân sự Ngài. Đây là cái sự tương tác giữa dân sự và Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. À, chúng ta rất là nhiều điều chúng ta cần phải cầu nguyện. À, chúng ta có thể cầu nguyện cho công việc của chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện cho nhu cầu của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện rất nhiều điều mà thường hay cầu nguyện, nhưng mà chúng ta có thật
sự cầu nguyện để cơn mưa cuối mùa, cơn mưa của Thánh Linh của Đức Chúa Trời tuôn đổ xuống cho chúng ta không? Nhiều lúc chúng ta không có thấy rõ được điều này đúng không ạ? Trong Hô-sê đoạn 6 câu số 3 thì nói rằng chúng ta hãy tìm biết, hãy gắng sức tìm biết Chúa, Ngài sẽ ra khỏi nơi ngự Ngài và đến với chúng ta, chắc chắn như thần đông đến, như mưa đầu mùa thu, như mưa đầu mưa cuối mùa xuân, tưới nhuần đập đặt. Chúng ta hãy tìm biết Chúa, hãy gắng sức tìm biết Chúa, hãy tìm Chúa, tìm biết Chúa và gắng sức để mà tìm biết Chúa nữa. Có nghĩa là chúng ta hết lòng cầu nguyện với hết cả tấm lòng của chúng ta, kêu xin cùng Đức Chúa Trời. Thì nói rằng là Ngài sẽ ra khỏi nơi ngự Ngài đến với chúng ta. Amen. Ngài sẽ ra khỏi nơi ngự Ngài và đến với chúng ta. Như cơn mưa cuối mùa tưới đông. Amen. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên chúng ta. Amen. Bình thường thì chúng ta thấy rằng là đời sống chúng ta có Chúa rồi, phải vậy không? Amen. Chúng ta cũng được bắp tên trong Đức Thánh Linh, chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng mà đó là cá nhân của chúng ta. Amen. Nhưng mà Ngài muốn nói rằng là chúng ta cần phải cầu xin, kêu xin, tìm biết Chúa để cơn mưa cuối mùa của Ngài sẽ đổ xuống trên hội thánh này. Amen. Sẽ đổ xuống trên đất nước của chúng ta. Amen. Chúng ta thấy rằng là khi mà đất khô hạn, nhất là cái vùng cao nguyên này, nắng nóng mà đất khô hạn, cà phê bắt đầu vàng lá, thì chúng ta có khao khát để cầu xin Chúa đổ mưa đúng không? Amen. Và tôi cũng thấy rằng là nhiều anh chị em chúng ta làm nông, làm cà phê đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện cho anh chị em rồi. Amen. 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 Có những lời chứng rất là rõ ràng. Đức Chúa Trời vẫn sống. Amen. Amen. Đức Chúa Trời vẫn nghe lời cầu nguyện của chúng ta và Đức Chúa Trời sẽ ra khỏi nơi Ngài ngự và sẽ làm những cái điều mà chúng ta đang cầu xin. Cho nên là ta sẽ làm thành những điều ngươi ao ước, không từ chối mọi điều mọi người cầu xin. Chúng ta có quyền cầu xin. Amen. Chúng ta có quyền cầu xin. Thánh Linh nhắc tôi trong giờ này, khi ở giữa một đồng vắng, những người đi theo Chúa quá đông và bây giờ họ đói lả rồi, các môn đồ nói rằng Chúa ơi cho họ về để mà họ tìm đồ ăn, nhưng mà Chúa nói là các ngươi hãy cho người ta ấy. Họ nói rằng ở đây lấy gì mà để mà mua, nếu mà 200 đơn đây thì cũng không đủ mua mỗi người một miếng bánh nhỏ. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy tìm xem trong danh sử có điều gì. Họ tìm xem có một đứa trẻ có 2 cái bánh và 5 con cá, và Chúa đem 5 cái bánh 2 con cá, Ngài giơ lên trời và Ngài cầu nguyện. Mà khi Ngài cầu nguyện xong, phép lạ xảy ra. Amen. Và phép lạ đó xảy ra có nghĩa là bao nhiêu, 5.000 người đàn ông không kể đàn bà con nít, thì người ta tính theo cách là 2 vợ chồng với lại 2 đứa con một gia đình thì trở thành 20.000 người. Và nếu nghe bây giờ thì chúng ta thấy rằng là 20.000 người đó mỗi người ăn một khẩu phần chỉ 30.000 thôi thì bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền không? Ba anh em nói là tới 600 triệu. 20.000 người mà mỗi người 30.000. Ba anh em tính nhanh ra tôi chưa tính lại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời chúng ta có giàu có không? Amen. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng, không có gì khó cho Đức Chúa Trời cả. Amen. Ngài là đấng toàn đại, Ngài đang ở đây với chúng ta. Amen. Ngài biết tất cả mọi điều chúng ta đang cần. Amen. Nhưng mà điều vô cùng quan trọng đó là chúng ta phải hết lòng để cầu nguyện, để nài xin. Amen. Và Đức Chúa Trời chúng ta ban mưa cho quý bà anh chị em để tưới cà phê cho anh chị em, thì Ngài cũng ban cho anh chị em tất cả mọi điều anh chị em cầu xin. Amen. Nếu chúng ta cầu xin bằng đức tin thì Ngài sẽ ban cho anh chị em. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Có nghĩa là Ngài khởi đầu bằng đức tin, kết thúc bằng đức tin. Amen. Phải vậy không ạ? Và khi Chúa đi ra, Ngài không đem theo cái gì cả, Ngài không có túi
với ông công ta không có gì cả, và Chúa Giêsu đi và kêu gọi 12 môn đồ đi theo nữa, nhiều lúc là có đến 70 môn đồ đi theo Chúa Giêsu nữa, nhưng mà vẫn được cung ứng một cách đầy đủ, không thiếu thốn gì hết. Amen. Bởi vì Ngài có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Nơi Đức Chúa Trời và Ngài chữa lành, giải cứu tổ quỷ, Ngài cung cấp tất cả đồ ăn cho họ, dù ở đó không có ai có thể đủ cung cấp cho số người đông, nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài biết. Ngài nói rằng là con biết Cha luôn luôn nghe lời cầu nguyện của con, không bao giờ bỏ lời cầu nguyện của con, phải không ạ? Nên chúng ta hãy làm đúng theo lời của Chúa và chúng ta cầu nguyện xin cái gì Chúa cũng ban cho cả. Amen. Nên ở đây chúng ta biết rằng là Ngài đã ra khỏi nơi Ngài ngự mà đến với chúng ta. Amen. Đến với chúng ta chắc chắn như thần đông đến, như mưa đầu mùa thu, như mưa cuối mùa xuân, tưới nhuộm đất đai. Amen. Amen. Ngài đến như cơn mưa. Amen. Cơn mưa đó chính là thấm linh của Đức Chúa Trời, từ trời sẽ đổ xuống trên đất nước chúng ta, để đất nước của chúng ta có thể thấy được rằng có một Đức Chúa Trời hành động, có một Đức Chúa Trời đổ xuống và làm cái việc lã lùng diệu kỳ để mở mắt những con người chưa được mở, chưa được thấy Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta thấy nhiều nơi Chúa phục hưng không ạ? Chúa phục hưng Indonesia, Chúa phục hưng Nam Trương, Chúa phục hưng tại Mỹ. Ở mà vừa rồi thì có cái trường đại học Akushi vào, Chúa phục hưng qua một con người, một người sinh viên, và đã ăn năn xin hết tội lỗi của mình ra, và sau đó nhiều người được Thánh Linh thâm viếng và đem lại cái sự phục hưng lạ thường vô cùng. Amen. Amen. Bởi vì Thánh Linh đổ xuống từ một người rồi 10 người rồi 20 người, họ kéo nhau, họ ăn năn, họ quỳ gối, họ cầu nguyện, nó lạ thường. Và nhiều nơi nhiều chỗ thì chúng ta cũng thấy là khi mà Thánh Linh đổ xuống rồi thì người ta quỳ gối ăn năn rồi thờ phượng rồi ngợi khen Đức Chúa Trời, thì đi ra lòng chứng chữa lành, giải cứu thêm nhiều người trở lại cùng Chúa, và hội thánh của Chúa mở ra khắp mọi nơi mọi chỗ. Amen. Amen. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Amen. Còn hội thánh chúng ta thì đầy phải Đức Thánh Linh rồi. Tại nãy thì có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong tâm linh của mình rồi. Amen. Amen. Như vậy thì đời sống chúng ta ngày hôm nay không phải cái sống cho chính mình, nhưng mà hãy cầu nguyện và cầu nguyện để cơn mưa từ trời sẽ tuôn đổ. Amen. Như cơn mưa từ trời, như cơn mưa Thánh Linh Ngài. Amen. Hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy nói với chính tâm lòng của chúng ta rằng con là người cầu nguyện, cơn mưa cuối mùa sẽ đổ xuống trên hội thánh và trên đất nước của chúng ta. Amen. Và cơn mưa của Ngài đổ xuống rồi thì sẽ lan rộng khắp mọi nơi mọi chỗ đây. Amen. Amen. Dân sự cầu nguyện, Chúa sẽ đáp lời trên dân sự của chúng. Ngài nói là ta sẽ làm sấm chớp và ban mưa xuống dồi dào. Amen. Để ai nấy được ráo cỏ vòi đồng. Có nghĩa là Thánh Linh Ngài sẽ đổ xuống một cách dồi dào, một cách không hạn lượng cho dân sự của Đức Chúa Trời, để ai nấy có kết quả. Amen. Amen. Ai nấy đều kết quả. Chúng ta biết được rằng là trong Ê-sai 60 câu 22 nói rằng là kẻ nhỏ nhất trong vòng các ngươi sẽ trở nên cả nhà. Amen. Một kẻ hèn yếu nhất trở nên một dân hùng mạnh. Amen. Ta sẽ nôn nã làm điều đó, phúng thần của nó. Amen. Hãy cầu nguyện để cơn mưa của mùa của Ngài đổ xuống. Và thứ hai đó là lý do chúng ta cần phải cầu nguyện, đó là gì? Cái lý do chúng ta cần phải cầu nguyện đó là vì các thần tượng chỉ nói điều dối ghẹt, thầy bói bày tỏ những khải tượng gian trá, chúng nó reo rao những chi bao giả dối, biện vong những lời an ủi trống rỗng. Vì thế dân ta đi lang thang, khổ sở như đàn chiên không người chăn dắt. Lý do chúng ta cần phải cầu nguyện đó là thần tượng nói sự dối ghẹt, thầy bói thì nói sự hư không, làm cho rối loạn trong dân sự của Đức Chúa Trời, làm cho họ hầu như là không còn người dân nữa. Họ lang thang mỗi người mỗi nơi. Dân ta sẽ đi lang thang khổ sở như đàn chiên không người chăn dắt. Đây là những kẻ dối ghẹt, đây là những kẻ mà làm cho dân của Chúa tản lạc, an ủi một cách luống công,
ủi một cách là gọi là trống rỗng, không có gì để mà có thể làm thỏa lòng cho giáo sự của Đức Chúa Trời. Nói về đó là thần tượng, thầy bói. Tại sao trong dân sự của Chúa là có thần tượng, có thầy bói ở đấy? Chúng ta suy xét tại sao mà trong dân sự của Đức Chúa Trời có thần tượng, có thầy bói? Và thần tượng và thầy bói thì nói lên những điều gì? Gọi là chỉ nói điều dối gạt, bảo là khải tượng gian trá, an ủi một cách trống rỗng, có nghĩa là không có đem gì sự sống cho dân sự của Đức Chúa Trời, phải vậy không? Trong dân Israel, trong dân Juda, chúng ta biết có những tiên tri của Đức Chúa Trời, mà tiên tri không được Chúa phán nhưng mà vẫn nói, và Chúa nói rằng là những tiên tri đó ta không có phán. Giống như thời kỳ Mi-chê, chúng ta nhớ mà vua Israel và vua của Juda cộng tác nhau để đánh cái quân thù. Rồi vua Israel nói là ở đây có một tiên tri nào không? Thì vua Israel gọi các tiên tri của vua đến, họ nói rằng là Đức Chúa Trời phán rằng là phải đi và vua sẽ thắng. Nhưng mà ông vua của Juda thì không có vui lòng lắm, không có thỏa lòng lắm. Nhưng mà còn tiên tri nào không? Họ nói còn có một tiên tri Mi-chê nữa, nhưng mà tiên tri này nói những điều mà ngược lại với ta không có thích, toàn là nói ngược. Mời tiên tri Mi-chê đến thì ông đã nói là vua hãy đi, vua sẽ thắng đấy. Nhưng mà ông thấy, nghe tôi thấy có một thằng lừa dối, thằng nói dối đã xâm nhập vào các tiên tri của vua để nói dối cho vua, để vua đi ra để mà chết. Thì vua đó rất là tức giận, giữ tiên tri Mi-chê lại cho ăn uống theo kiểu tục, đợi ta về. Và tiên tri đó là nếu mà vua về thì đó là lời tiên tri đừng tưởng nghiệm đấy, vua không có về đâu. Trong Israel có nhiều tiên tri mà Đức Chúa Trời không phán nhưng mà vẫn nói tiên tri. Bởi vì sao? Đã là tiên tri rồi, bây giờ cái chức vụ của mình mà mình phải nói tiên tri, trong khi đó Chúa không phán, thì lời đó nói ra là lời của mình chứ không phải lời của Đức Chúa Trời. Amen. Trở thành thầy bói, nói chuyện dối gạt chứ không phải là tiên tri của Đức Chúa Trời nữa. Và chúng ta nhớ rằng trong hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, hội thánh mà không có thánh linh phán, hội thánh chỉ là văn tự mà thôi. Amen. Amen. Hội thánh đó chỉ là văn tự làm cho chết, nhưng mà thánh linh mới làm cho sống. Chỉ có thánh linh mới làm cho sống, văn tự làm cho chết. Một sư giảng cũng vậy thôi. Nếu một sư giảng không bởi thánh linh của Đức Chúa Trời là văn tự mà thôi, và là sự dối gạt, sự công quan của loài người mà thôi, nhưng mà phải là tiếng phán của thánh linh Đức Chúa Trời. Amen. Phải là tiếng phán, sự amen của thánh linh Đức Chúa Trời, cho phép của thánh linh Đức Chúa Trời và sự đồng hành của thánh linh Đức Chúa Trời, thì lời đó mới trở nên lời sống và linh nghiệm. Amen. Tại sao Chúa Giêsu nói rằng là nó nói với các ngươi là thần linh và sự sống? Bởi vì Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh. Amen. Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và Phaolô ông cũng nói rằng là tôi nói hay là giảng không phải bằng những thuyết khéo léo của sự khôn ngoan loài người, nhưng mà đó là thánh linh và quyền phép. Amen. Để người nghe tin vào quyền phép của Đức Chúa Trời chứ không tin vào sự khôn ngoan của loài người. Ngày hôm nay chúng ta là những người đã được sức giàu. Amen. Đã được sức giàu. Trong dân thứ nhất đoạn 2 câu 27, anh chị em đã được đắm cắn sức giàu cho anh chị em rồi. Nên chúng ta nói đó là thánh linh và quyền phép. Chúng ta nói đó là bởi thánh linh của Chúa để gây dựng người khác, chứ không phải nó thể đi riêng đường riêng của chúng ta, không phải nó thể xác định của chúng ta. Không phải là bây giờ có chức vụ rồi chúng ta cũng phải giảng, phải nói, trong khi đó Chúa không bảo thì chúng ta lại nói ra, thì đó nó sẽ trở nên văn tự mà làm cho chết mà thôi. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong một hội thánh có thánh linh của Đức Chúa Trời thánh đạo, chúng ta có sự sống. Amen. Amen. Chúng ta có sự sống. Đừng có tìm cái chỗ nào sư nào giảng hay, hay là tìm cái chỗ nào mà hội thánh đó đông đảo, nhưng mà hãy tìm nơi nào có thánh linh của Đức Chúa Trời thể trị.
có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng. Amen. Mới có sự sống mà thôi. Amen. 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 Anh chị em nhớ lại một người anh em của chúng ta. Thì thời kỳ tôi không có nhà, có một anh em. Anh em nhớ mà thân không biết, không có ai nhớ những người anh em đó. Anh em còn Bảo Lộc có nhớ không? Ai? Anh Tuấn đúng không? Khi tôi về, tôi đi khoảng 4 tuần, tôi về tôi thấy có anh nào mà lạ lạ, tôi mời vào uống nước. Thì anh vào mà tôi thấy mắt anh cũng đỏ hoe, anh khóc. Anh nói một sư ơi, tôi nhóm ở đây 4 tuần rồi. Tuần đầu tiên tôi thấy anh em vỗ tay nhảy múa, tôi thấy khó chịu lắm, rất khó chịu. Bởi vì không tỉnh điềm trước mặt Chúa gì hết. Nhưng mà có người nói với tôi rằng là tháng này là thời của Chúa giống như David chứ, nên đừng có động tới. Nên là tôi cũng gật đầu. Lần thứ hai tôi đến nhóm lại tuần thứ hai đó, khi anh em nó vừa cắt tiếng lên hát thờ phượng Đức Chúa Trời, con người tôi nó rung chuyển, hai cái đầu gối tôi nó đánh lọc đập vào, tôi không thể đứng nổi, tôi phải quỳ gối xuống và nước mắt tôi nó tuôn tràn ướt cả hai cái đầu gối. Và tuần thứ ba, tuần thứ tư cũng vậy, thì tôi không đứng nổi và phải quỳ gối và nước mắt tuôn đổ khóc sướt mướt của tôi. Và tôi thấy tôi xấu hổ quá, bởi vì những anh em rất trẻ mà mình đã 60 năm gọi là tin Chúa rồi, nhưng mà thua mấy anh em trẻ. Nó là thương sư. Hội thánh phải có một sư. Hội thánh nhóm lại phải có một sư giảng, phải có một sư lãnh đạo. Nhưng mà mấy tuần qua tôi không thấy một sư đâu hết. Nhưng mà có Chúa thật một sư này. Hội thánh có Chúa thật một sư này. Không có mục sư nhưng mà có Chúa thật. Amen. 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 Đó là điều quý giá nhất mà Chúa đã đụng chạm anh, và Chúa đã cho anh mở mắt để mà thấy những điều mình không thể nào thấy được. Amen. Amen. Nên chúng ta cảm ơn Chúa. Đừng bao giờ ra khỏi sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ra khỏi sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng lúc đầu thì thấy cũng tốt đó, nhưng mà cuối cùng rồi nó sẽ khô héo như sa mạc. Khi Thần Linh của Đức Chúa Trời từ trên cao đổ xuống, sa mạc trở thành đồng ruộng thì nhiêu, đồng ruộng thì nhiêu như rừng rộng. Chỉ có Thần Linh của Đức Chúa Trời mới biến đổi cuộc đời của chúng ta từ cái sa mạc khô khan đó trở nên đầy dẫy nước sống. Amen. Chúng ta trở nên một người sống có dòng sông sự sống của Thần Linh Đức Chúa Trời tuôn chảy qua đời sống của chúng ta. Đừng bao giờ ra khỏi sự sống, đừng bao giờ ra khỏi Thần Linh của Đức Chúa Trời, đừng bao giờ ra khỏi hậu thánh mà Chúa là ban tặng ta. Amen. Có nhiều người nói rằng tôi có Thánh Linh là đủ rồi, ngon vậy đó, có Thánh Linh là đủ rồi, cuối cùng rồi ra khỏi không đầu phục ai, rồi không đầu phục một sư, không đầu phục ai hết, rồi ra khỏi rồi cuối cùng là chết đi tại nhà, rất là kinh khủng. Đừng bao giờ kiêu ngạo. Amen. Chúa có đặt để người lãnh đạo trên mình, hãy tôn trọng người lãnh đạo, hãy cầu nguyện cho người lãnh đạo. Amen. Và người lãnh đạo đó sẽ đem sự sống cho chính đời sống của mình. Ở trên là trụ mây, mà ở dưới là Môi-se. Amen. Không thể thiếu Môi-se đâu. Amen. Chúng ta nhớ điều kia này. Cảm ơn Chúa, hãy tôn trọng người lãnh đạo. Cái lý do mà chúng ta cần phải cầu nguyện đó là những kẻ giả dối, thần tượng, thầy bói, những kẻ mà không đem lại sự sống cho con người, không dẫn dắt đúng đắn, không có giúp đỡ, không có riêng là những người thương tổn, không có kêu những người mà lang thang đi trở về và gây rối trong giáo sự của Đức Chúa Trời, gây rối trong hội thánh, đó là thần tượng, đó là thầy bói. Phải vậy không ạ? Nếu thật sự không có sự sống trở thành thần tượng thì tất cả đều rao ra giống như là an ủi, như là điều là tốt lành, nhưng mà nó không đem sự sống trong giáo sự của Đức Chúa Trời. Amen. Không đem sự sống cho giáo sự của Đức Chúa Trời, bởi vì không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời và không có sự đồng hành của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chỉ là đem đến sự chết mà thôi. Vì lúc chúng ta thấy một hội thánh đông đảo, chúng ta thấy rất là thích nhiều bạn thanh niên, rồi nhiều con trai con gái, rồi người lớn tuổi đầy đủ hết, nhưng mà nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời là không có sự sống đâu. Amen. Amen. Chúng ta phải có nhiều phục linh. Amen. Amen. Những người
giả dối này là thần tượng, là thầy bói, những người gây rối, là có dân đi lang thang và không có người chăm. Những con người gây rối trong hội thánh của Chúa là những con người phải bị trừng phạt. Bởi vì Chúa nói rằng anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời và thánh linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh chị em. Gì nữa? Ai phá hủy đền thờ của Chúa, Chúa sẽ phá hủy người đó. Đền thờ của Đức Chúa Trời là hội thánh. Amen. Là mỗi một đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà ai phá đền thờ, ai phá rối hội thánh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ phá rối họ. Amen. Ai hủy phá hội thánh, Đức Chúa Trời sẽ bị phá. Để tất cả những người gây rối loạn, tất cả những người gây phản đảng trong hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ có giá trả đấy. Amen. Chúng ta là những người đại sứ của sự hòa bình. Amen. Đại sứ đem lại sự hòa bình giữa con người với Đức Chúa Trời và con người với nhau. Một đại sứ của sự chữa lành, chứ không phải là gây phòng vệ, gây loạn sợ trong hội thánh của Chúa. Anh chị em nhớ, xác thịt chẳng đáng sự chết. Amen. Đừng có sống theo xác thịt nữa, nhưng mà hãy sống theo thánh linh của Đức Chúa Trời. Thứ ba là kết quả của sự cầu nguyện. Thứ nhất đó là mệnh lệnh mà Chúa ban truyền. Thứ hai đó là lý do chúng ta cần phải cầu nguyện. Thứ ba đó là kết quả của sự cầu nguyện. Đó là gì? Chúa nói rằng là cơn thịnh nộ ta bừng lên chống lại bọn trong kiếp và sẽ trừng phạt các con dê đực. Cơn thịnh nộ của ta lên chống lại bọn trong kiếp. Thứ nhất, Chúa chống lại những người chăn. Amen. Những người chăn này trở thành là chăn giả rồi, chăn thuê rồi, chăn còn chăn thật nữa. Những người chăn thật họ chăm lo bầy chiên, họ dẫn bầy chiên vào đồng cỏ xanh tươi, mấy nước bình thường, họ cho chiên ăn ngon, là người quản gia cho đồ ăn đúng giờ, phải không? Đúng khẩu vị, phải vậy không? Thì chiên nó mới lớn được. Amen. Và người chăn sẽ lấy những khi mà những người chăn trong chăn chiên thật á, những người chăn chiên của Israel thì họ khi muốn đến một cái đồng cỏ nào đó dẫn chiên đến cái đồng cỏ đó thì họ phải đến trước và họ tìm, họ cắt bỏ những cái cỏ độc hay là gai gốc trong cái đồng cỏ đó, rồi sau đó họ phải dẫn đàn chiên đi hết đồng cỏ này, họ dẫn đến đồng cỏ khác và họ ra soát và làm gió những cái gì mà hại cho bầy chiên đó thì họ phá hủy đi, cắt bỏ đi để trở thành một cái đồng cỏ tốt cho chiên ăn và chiên nó sẽ sống, chiên nó sẽ mập. Amen. Con người chăn thuê thì sao? Chiên muốn ăn gì thì ăn, chiên muốn bệnh bệnh kệ nó, chiên còn kệ nó, chiên như thế nào kệ nó, có sư tử hay là sói nó vô xé thì mất con nào kệ nó, không cần thiết. Nhưng mà người chăn thật là người chăn chăm sóc bầy chiên của Ngài. Chúa nói rằng là những kẻ chăn là không lo cho bầy chiên đó, chúng ta phải chống lại những kẻ chăn đó. Chúa đi phạt những người chiên, người chăn. Amen. Nên chúng ta biết được là người chăn là vô cùng quan trọng. Mà người chăn không ý thức, không chăm sóc bầy chiên thì sẽ bị phạt đó, không có đơn giản chút nào. Nên những người chăn có một cái trách nhiệm rất lớn lao và hội thánh của Chúa phải cầu nguyện cho người chăn. Amen. Anh chị em muốn mình trưởng thành tốt lành, mọi phước lành, giàu có, thịnh vượng, hay là chúng ta trở thành những con người đầy dẫy sự công bằng, bởi vì chúng ta được đầy dẫy lời sự sống của thánh linh Đức Chúa Trời, là người chăn là vô cùng quan trọng. Nên chúng ta cần phải cầu thay cho người chăn để người chăn thật sự được sống và đầy dẫy Đức Thánh Linh luôn luôn, để ban cho chúng ta những món ăn ngon đúng giờ, cũng là đúng cái khẩu vị của mình, chứ không phải là cho có món ăn là pháp với Mỹ liên tục, là anh chị em ăn mấy bữa là anh chị em ngán. Amen. Nhưng mà món ăn của Việt Nam anh chị em ăn suốt đời cũng không bao giờ ngán, nhưng mà món ăn của Mỹ là anh chị em sẽ ngán ngay. Amen. 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 Ăn chơi một vài lần thôi chứ ăn nhiều ăn liên tục là anh chị em sẽ ngán, bởi vì anh chị em là người Việt Nam, là món ăn Việt Nam thôi. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng cảnh báo cho những người chăn. Chúng ta là cũng như là những người chăn nhỏ nhỏ, nhóm nhỏ thì chúng ta cũng rất cẩn thận nha, rất cẩn thận khi soạn bài giảng, khi muốn chia sẻ cho anh chị em ta,
thì chúng ta cũng cần xin Thánh Linh giúp đỡ con, đồng hành với con, nói qua con, chứ đừng bao giờ mà mình khôn ngoan để rồi mình có thể soạn bài được, mình có thể giảng được, mình có thể nói được. Đừng bao giờ, bất cứ điều gì chúng ta hãy nhờ cậy Thánh Linh của Chúa. Rồi Chúa nói rằng là ta sẽ trừng phạt các con dê đực. Một trong bài chiên có những con dê đực, mấy con dê này có sừng nè, nó sẽ hút bài chiên, nó làm chiên tảo lạc đủ thứ hết, đau đớn tổn thương đủ thứ hết đó không anh chị em. Bài chiên có những con dê đực mà Chúa nói Chúa phạt những con dê đực, bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, đây là lý do chúng ta cầu nguyện, lý do chúng ta cầu nguyện là Chúa sẽ đổ cơn mưa của mùa của Ngài xuống, Chúa sẽ đổ Thánh Linh của Đức Chúa Trời xuống để làm cho hậu thánh của Chúa không còn là khô hạn nữa, nhưng mà hậu thánh của Chúa tràn đầy sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Amen. Mà khi mà Ngài đổ cơn mưa của mùa xuống thì Ngài cũng phạt những con người chăm chiên đó, Ngài phạt những con người mà gây phân rẽ, gây lộn xộn trong hậu thánh của Đức Chúa Trời đó, là những dê đực đó. Chúa đã đánh phạt những con người là như vậy. Bởi vì khi cơn mưa của Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống, có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, có sự lãnh đạo của Thánh Linh Đức Chúa Trời, amen, có sự sai trái của Thánh Linh Đức Chúa Trời, có sự cáo trách và sửa trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và có những cái sự trừng phạt của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta thấy những cơn phóng thương không ạ? Tôi nhớ là cơn phóng thương ở Indonesia, ở về cơn phóng Nam Dương đó. Có một anh em, khi mà Chúa phóng thương, Chúa đổ xuống từ làng này đến làng khác, từ dân tộc này đến dân tộc khác, Chúa làm rất là mạnh mẽ. Và những nơi làng mạc người ta say xỉn uống rượu, người ta bỏ rượu hay tất cả để bỏ hết mọi thứ rượu đó, và họ trở thành những con người của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời trong sự thánh khiết công chứng trước mặt này. Và có một anh em cắp chai rượu ở trong nhà, khi cắp chai rượu trong nhà thì không ai biết, cũng hòa đồng với mọi người trong sự phóng hưng đó. Nhưng mà một hôm thờ phượng Chúa, đó là có một người, lời tiên tri đó là có một người đang giữ rượu ở trong nhà, nó cắp chai rượu trong nhà thì không ai lên tiếng, không ai nhận hết, cho đến chừng là chỉ thẳng với cái người đàn ông đó, là người đó cắp chai rượu trong nhà, người đó vẫn không chịu, vẫn không mở miệng, cho đến chừng họ đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, có nghĩa là đến để khuyên người đó hãy ăn năn với Chúa. Nhưng mà cuối cùng đến tới 10, người đó vẫn không ăn năn, người đó ngã chết ngay tại chỗ. Chúng ta cần có sự phóng thương, cần có cơn mưa của Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ xuống, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên những kẻ gian, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên những dê đực là kẻ gây rối trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng là từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà. Hòn đá góc nhà là ai? Hòn đá góc nhà là ai? Là Chúa Giê-xu đã hòn đá góc nhà của chúng ta. Amen. Hòn đá góc là hòn đá quan trọng đó. Khi chúng ta xây dựng móng nhà của mình đều phải có một hòn đá góc. Amen. Và có góc nhà đó chính là Chúa Giê-xu, được ghi lại cho chúng ta thấy rằng là khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống, từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà. Đó là đấng cứu thế. Amen. Từ họ, cái cọc liều, nó nên là những con người cục trụ trong dân sự của Đức Chúa Trời, hay là những người cục trụ trong hòn thánh của Đức Chúa Trời, những trưởng lão trong hòn thánh của Đức Chúa Trời. Từ họ, cây cung trận, nó là những chiến sĩ của Đức Chúa Trời, là những chiến sĩ cầu nguyện. Amen. Từ họ sẽ dấy lên mọi thủ lĩnh, tức là những tướng lĩnh, những binh, nhờ những đại tướng của Đức Chúa Trời sẽ được dấy lên trong dân sự của Đức Chúa Trời, hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong trận chiến thuộc linh của chúng ta có đấng cứu thế làm đầu. Amen. Amen. Và có những người trưởng lão trong hội thánh của Chúa, cầu trụ trong hội thánh của Đức Chúa Trời, có những chiến sĩ cầu nguyện, có những thủ lĩnh, có những gọi là chiến binh rất là tuyệt vời cho Đức Chúa Trời. Và tất cả chúng sẽ như dũng sĩ chà đạp quân thù nghịch trong trận mạc như buồn lầy vòi đường. Chúng sẽ giao chiến vì Chúa ở với chúng, chúng sẽ đánh tan kỵ binh thù nghịch. Amen. Có những con người lãnh đạo trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh của Chúa sẽ vững vàng, hội thánh của Chúa sẽ được phục hồi,
Amen. Amen. Bởi vì khi chúng ta thấy mệnh lệnh của Chúa và chúng ta cầu nguyện, thì khi cầu nguyện thì chúng ta sẽ thấy được kết quả của sự cầu nguyện. Kết quả của sự cầu nguyện, amen. Amen. Và kết quả của sự cầu nguyện đó là Chúa đến mà phạt những kẻ chân, Chúa đến mà phạt những chiên được, những kẻ gây rối trong hội thánh của Chúa, những kẻ chân bày mà không lo cho bầy chiên, Chúa sẽ trừng phạt những con người đó và Chúa sẽ phục hồi lại bầy chiên của Chúa. Amen. Còn thì câu số 4 là từ họ sẽ xuất hiện vào đá góc nhà, từ họ cái cột rèo, từ họ cái cung trọng, từ họ sẽ dấy lên mọi khổ lớn. Amen. Đây là Chúa phục hồi lại những cái dàn lãnh đạo trong hội thánh của Chúa, cái dàn lãnh đạo trong Israel. Amen. Và nói cho đến ngày hôm nay là Chúa Thánh Linh mà đổ xuống thì Ngài sẽ phục hồi lại những người lãnh đạo trong hội thánh của Đức Chúa Trời để chăm sóc bầy chiên của Chúa từ người đầu cho đến người kế tiếp, như là Aaron, Hur và là những người nâng đỡ tay của Môi-se. Amen. Và phía dưới là 70 trưởng lão sẽ được sự phục hồi, sẽ được Chúa xuất dầu, sẽ được Chúa nhắc lên để có thể lãnh đạo dân sự của Chúa, thì dân sự của Chúa bắt đầu có những cái sự phục hồi. Amen. Chúng ta suy nghĩ rằng nếu mà hội thánh không có lãnh đạo thì nó sẽ đi đâu? Có những hội thánh người ta không cần lãnh đạo, mà nó không cần lãnh đạo nhưng mà lại có lãnh đạo. Nó làm có mục sư, có trưởng lão gì đó, chỉ làm đây mà thôi. Nhưng mà cuối cùng cũng có người điều hành. Như vậy thì nó trở nên giống như là cái gì đó sai sai sao? Phải không ạ? Nó không có một sân, không có ai, chỉ anh em với nhau và anh em với nhau lãnh đạo nhau, thì chúng ta thấy rằng nếu nó có được cha thì có tốt hơn không? Có cha lãnh đạo thì tốt hơn không ạ? Chúng ta cần phải biết được là trong hội thánh của Chúa có sứ đồ, có tiên tri, có người truyền giáo phúc âm, có mục sư và giáo sư. Đây là chức vụ năm mặt mà trong kinh thánh Ê-phê-sô đã ghi lại. Amen. Amen. Và rất là nhiều chức vụ trong hội thánh, rất là nhiều chức vụ chứ không phải là một vài chức vụ. Cảm ơn Chúa, Chúa phục hồi lại bầy chiên. Tất cả những người lãnh đạo được xuất dầu, được phục hồi để chăm sóc bầy chiên của Chúa, làm cho bầy chiên của Chúa vững vàng và điều thứ tư đó là đoàn quân chiến thắng. Từ câu 5 cho đến câu số 12 là một đoàn quân chiến thắng. Khi Chúa đổ Thánh Linh xuống, khi Chúa trừng phạt những kẻ chăn, những kẻ gây rối trong giáo sự của Ngài, và Ngài bày tỏ cho chúng ta biết được rằng là sự cầu nguyện chúng ta đã được đáp lời, và kết quả của sự cầu nguyện là Thánh Linh từ trời sẽ giáng xuống cơn mưa của Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống và Ngài thiết lập lại, Ngài phục hồi lại dân sự của Chúa, và dân sự của Chúa sẽ trở thành một đoàn quân chiến thắng. Amen. 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 Tất cả chúng như dũng sĩ trà đập quân thù ngoài trận mạc, như buồn lầy ngoài đường, chúng sẽ giao chiến vì Chúa ở với chúng, chúng sẽ đánh tan kỵ binh thù địch. Ta sẽ làm cho dân Giu-đa nên hùng dũng, ta sẽ giải cứu dòng dõi nhà Giô-sép, ta sẽ phục hồi chúng vì ta thương xót chúng, và chúng sẽ nên như thế chưa hề bị ta ruồng bỏ. Sẽ nên có nghĩa là chưa hề bị ruồng bỏ. Dân Israel nó phạm tội, dân Israel nó sai trật ở trong mình với Đức Chúa Trời, nó không đúng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, Ngài ruồng bỏ họ, Ngài phân tán họ. Nhưng mà khi họ kêu cầu với Chúa theo mạng lệnh của Chúa và Thánh Linh của Đức Chúa Trời từ trời sẽ đổ xuống, và khi Ngài đổ xuống thì Ngài phục hồi lại dân sự của Ngài. Những kẻ nào chống nghịch, những kẻ nào sai lầm, Ngài sửa phạt và Ngài làm cho dân sự của Ngài trở nên một đoàn quân đặc cầm. Amen. Amen. Quân thù nghịch phải chạy trốn. Amen. Ma quỷ phải chạy trốn. Amen. Ma quỷ không thể thắng hơn hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì hội thánh của Chúa là hội thánh mà Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ thành lập hội thánh ta trên đá này. Amen. Có nghĩa là ta sẽ thành lập hội thánh ta trên đá này. Khi Thánh Linh đến thì Ngài thành lập hội thánh của Chúa trên nền tảng là Chúa của Thiên Giêsu. Amen. Amen. Chúa Thánh Linh đã thành lập hội thánh của Chúa. Chúa Thánh Linh đổ xuống trong ngàn lễ vô cùng, và Chúa Thánh Linh của Chúa phục hồi lại dân sự của Ngài. Amen.
phục hồi lại cơ cấu trong dân sự của Ngài. Không còn ở trong luật pháp như xưa nữa, Amen. Nhưng mà trở thành những con người lãnh đạo, là những sứ đồ, những tiên tri của Đức Chúa Trời, những nhà truyền giáo phúc âm, những mục sư và giáo sư và nhiều dân sự khác, nhiều mục sư khác ở trong dân sự của Đức Chúa Trời để làm cho thành của Chúa còn nền tảng vững chắc. Amen. Bây giờ là hội thánh của Đức Chúa Trời không phải là dân Israel như ngày xưa nữa, không phải ở trong luật pháp nữa, nhưng mà đang ở trong âm điển của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì ta là Chúa Đức Chúa Trời của chúng và ta sẽ đáp lời chúng cầu xin. Amen. Khi ta lên đổ xuống, chúng ta cầu nguyện điều gì, Chúa vẫn nghe chúng ta. Chúa Amen. Đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Amen. Amen. Ngươi kêu ta sẽ nói rằng có ta đây, ngươi cầu ta sẽ ứng. Amen. Amen. Chúa rất gần, rất gần. Và Ngài là nắm toàn tại, Ngài đang ở đây của chúng ta. Và chúng ta cầu xin điều gì, Ngài sẽ làm cho chúng ta. Amen. Amen. Ta sẽ đem chúng về từ Ai Cập, từ Assyria và ta sẽ tập hợp chúng lại. Ta sẽ dẫn chúng vào Gala-át và Liban, nhưng chúng vẫn chưa đủ chỗ ở. Chúa sẽ mở rộng bờ cõi. Amen. Mở rộng bờ cõi. Tôi nhớ lại trong gian đoạn 10, Chúa nói rằng là ta có nhiều bầy chiên không thuộc về chủng này. Ta sẽ đem chúng nó về và chúng nó sẽ nghe tiếng Amen. 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 Một ngày nào đó, Chúa sẽ hành động. Amen. Chúa sẽ đem tất cả những con người nào nghe tiếng của Chúa trở về, trở thành một bầy. Cái bầy này là bầy nghe tiếng Chúa. Amen. 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 Cái bầy này là nghe rõ tiếng của Chúa. Amen. Amen. Và amen theo tiếng của Chúa, không chống nghịch lại tiếng của Chúa phán. Amen. Trong rất là nhiều hội thánh khắp nơi trên thế giới, Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều giáo hội giáo phái. Nhưng mà ai là những người nghe tiếng Chúa mà run sợ? Ai là những người kính sợ Đức Chúa Trời? Thì Chúa sẽ thiết lập lại một bầy. Và Chúa đã nói rằng là Ngài thiết lập lại một bầy, và chỉ có một bầy và một người chăn. Đó là Chúa Giêsu là đấng chăn chắc. Và tất cả những người nghe tiếng Chúa sẽ là những người chiên ở trong bầy của Chúa Giêsu. Dù chúng ta đang ở khắp nơi trên thế giới, khắp nơi trong các giáo hội, nhưng mà cùng một bầy chiên, bởi vì chúng ta là những người nghe tiếng Chúa và phần lời. Amen. 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 Chúng ta ở nhiều nơi khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhưng mà trong một hội thánh đó có một số người phần lời nghe tiếng phán của Chúa, khát khao nghe tiếng của Chúa. Chúa có một bầy và Chúa là người chăn. Amen. 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 Đây, dù chúng ta đang ở đâu, bối cảnh chúng ta là Long Đồng hay là ở Sài Gòn hay là ở ngoài miền Bắc, chúng ta là người nghe tiếng Chúa. Amen. Có lời Chúa, làm theo lời của Chúa. Chúng ta đang ở trong bầy của Chúa Giêsu. Amen. 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 Có nhiều người người ta không nghe tiếng Chúa. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen. 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 Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với hội thánh, bảy hội thánh trong vòng 2 năm 3 câu khải quyền. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa không nói là ai có tai mà nghe, hãy nghe tiếng ta phán, hay là yêu vào Đức Chúa Trời phán. Nhưng mà ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Amen. 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 Đây là thời đại của Đức Thánh Linh. Amen. Thánh Linh phán hội thánh, hội thánh phải nghe lời của Đức Thánh Linh. Amen. Và chúng ta trở thành một bầy, và Chúa Giêsu là đấng chăn chiên. Chúa Giêsu là đấng chăn chiên lớn. Thánh Linh đấng lãnh đạo hội thánh của Ngài. Amen. Chúa là đầu, hội thánh là thân thể của Ngài. Amen. Câu số 12: nhưng ta sẽ làm cho dân ta thêm mạnh mẽ trong Chúa, chúng sẽ bước đi trong dân Ngài. Amen. À, trong từ câu 7 đến câu số 11 là Chúa làm cho họ vui thỏa trong Chúa, Chúa làm cho họ thỏa lòng trong Chúa, hạnh phúc ở trong Chúa. Và câu số 12 đó là chúng ta sẽ làm cho dân ta nên mạnh mẽ trong Chúa, chúng sẽ bước đi trong dân Ngài. Amen. Ngày hôm nay chúng ta bước đi trong dân Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là Ngôi Lời, nhưng mà Ngài trở thành xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Ngài phong phục cho đến chết, thậm chí chết đi cây thập tự, nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và dân Ngài trên hết mọi dân. Amen. Amen.
Bây giờ chúng ta đi trong danh của Chúa Giêsu. Và danh Chúa Giêsu là trên hết mọi danh. Amen. Chúng ta có danh Chúa Giêsu để đuổi quỷ, chúng ta có danh Chúa Giêsu để cầu nguyện, chúng ta có danh Chúa Giêsu để chữa lành người khác, có danh Chúa Giêsu trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta có danh Chúa Giêsu để phạt kẻ thù mình. Amen. 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 Chúng ta có quyền năng của Thánh Linh Chúa Trời. Bởi vì chúng ta sẽ làm cho dân ta này mạnh mẽ trong Chúa, không phải mạnh mẽ phía ngoài, nhưng mà ở trong Chúa Giêsu chúng ta mạnh mẽ, ở trong Thánh Linh Chúa Trời chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta sử dụng danh của Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh, một danh vĩ đại. Danh ta và lời của ta vĩ đại trên hết mọi sự. Thánh Thi Thiên 5:8-2. Danh của ta và lời của ta là vĩ đại trên hết mọi sự. Amen. Sung sướng quá, chúng ta có danh của Chúa, ở trong danh của Chúa, mạnh mẽ trong danh của Chúa. Mà danh của Ngài, chúng ta nói là trong danh Chúa Giêsu Christ thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, trên dưới đất nghe đến danh Chúa Giêsu Christ để khỏi bị xuống. Amen. Không có danh nào của bệnh tật, danh gọi là ung thư hay là si đa là bất cả là sơ gan gì đó, những cái danh của bệnh tật, cái tên của bệnh tật của nó, mà những cái bệnh tật này là giết con người, giết chết rất là nhiều người, nhưng mà nghe cái danh của Chúa Giêsu Christ thì phải quỳ xuống và bị rách khỏi, nhường chỗ cho Chúa Giêsu, danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Là chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được biến đổi bởi danh của Ngài. Chúng ta bởi danh của Ngài là cái danh trên muôn danh, bởi vì chúng ta được Chúa trao cho chúng ta danh của Chúa, bởi vì chúng ta là em của Chúa Giêsu. Amen. Chúa đã biết trước, Chúa chọn lựa đời sống của chúng ta để chúng ta dấp hình ảnh con Ngài, để con ấy trở thành con cả giữa một anh chị em. Như vậy mỗi một chúng ta là con thứ, Chúa Giêsu là con cả. Amen. Và chúng ta được sử dụng danh của Chúa Giêsu để đuổi quỷ, để chữa lành, để là phép lạ, để sống một đời sống của Ngài, để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và tất cả trong danh Chúa Giêsu chúng ta có thể nhận lãnh mọi lời hứa của Đức Chúa Trời và nhận lãnh những điều chúng ta cầu xin. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi tóm lược lại là điều thứ nhất là mệnh lệnh cầu nguyện mà Đức Chúa Trời đã ban ra. Thứ hai là chúng ta đó lý do để cầu nguyện, đó là các thần tượng nó sự không, các thầy bói nó sự dối ghẹt, chúng nó yên ủi đúng như dân ta ra không có người chăm, mà không có người chăm thì chúng nó không nặng. Đó là lý do chúng ta cần phải cầu nguyện. Amen. Chúng ta thấy là hội thánh đang khô hạn, chúng ta học thấy hội thánh lộ sợ, chúng ta thấy hội thánh đang ở trong tình trạng mà ma quỷ tấn công, hãy cầu xin cơn mưa là đổ xuống, cơn mưa của Thánh Linh Chúa Trời đổ xuống, thì chúng ta sẽ thấy được sự cai trị của Thánh Linh Chúa Trời, lãnh đạo của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và thứ ba đó là khi chúng ta cầu nguyện, kết quả của sự cầu nguyện đó là công thành hồn của Chúa phạt những người chăn, có nhiều người chăn sai trật rồi làm cho chiên tăng là không lo cho bầy chiên, vẫn cứ ngồi cái địa vị đó và không có được thay đổi, và dân sự bắt đầu người ta chịu không nổi, người ta bỏ ra đi, nhưng mà vẫn cứ ngồi đó và không chịu bước xuống, và Chúa sẽ phạt những người gây rối trong hội thánh của Chúa, là kết cấu với người lãnh đạo nữa thì làm cho bầy chiên nó tản lạc, và Chúa sẽ trừng phạt chia được, và Chúa sẽ phục hồi lại bầy chiên, Chúa sẽ phục hồi lại lãnh đạo trong hội thánh của Đức Chúa Trời, và Chúa làm cho hội thánh của Chúa trở nên đoàn quân chiến thắng. Amen. 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 Người nữ ấy là ai? Lộ ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, gì nữa? Đáng sợ khác nào đội quân dương cờ sĩ. Đó là hội thánh của Đức Chúa Trời trở thành đội quân dương cờ sĩ, đội quân chiến thắng. Amen. Thì chúng ta phước cho hội thánh của Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, hãy cầu nguyện với Chúa, hãy cầu nguyện. Chúng ta biết mặc định chúng ta phải cầu nguyện, và lý do chúng ta cần phải cầu nguyện, và khi cầu nguyện thì Chúa sẽ cho chúng ta kết quả của sự cầu nguyện. Alleluia. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.